bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu đến với các bạn sản phẩm cảm biến nhịp tim. Đây, các bạn thấy trên tay mình đang có là cảm biến nhịp tim. Đây, thì bộ sản phẩm này chúng ta thì sẽ có 3 dây để kết nối với điều khiển. Thì chúng ta sẽ có 2 dây nguồn, chúng ta sẽ cấp nguồn từ 3 đến 5 V cho cảm biến này, và một dây tín hiệu out, dây tín hiệu out dạng analog. Thì trên cảm biến nhịp tim này của chúng ta thì sử dụng một con cảm biến ánh sáng APDS 9008. Như bạn thấy đây, chúng ta có một cảm biến ánh sáng kích thước nhỏ gọn đây. Thứ hai là chúng ta có một con LED ở đây, LED màu xanh lá ở đây. Thì con LED màu xanh lá này sẽ có nhiệm vụ là chiếu ánh sáng để đi xuyên qua lớp da của chúng ta vào bên trong, tiếp xúc với phần mạch máu đấy. Thì tùy vào cái độ giãn nở của cái mạch máu ở bên trong, tức là tùy vào độ giãn nở của mạch máu ở bên trong thì nó sẽ phản xạ lại cái ánh sáng từ con LED này chiếu vào đấy. Thì qua cái sự phản xạ đây sẽ đẩy tín hiệu quay ngược lại cho cảm biến ánh sáng của chúng ta đấy. Thì sau khi cảm biến ánh sáng nhận được tín hiệu thì tín hiệu này sẽ được đưa qua khuếch đại qua một con úp out ở đây để đưa ra channel ở đây, chúng ta có thể đọc được bằng vi điều khiển đấy. Đây, như bạn thấy đấy. Đấy, cảm biến chúng ta có kích thước rất là nhỏ gọn, cách kết nối cũng rất là đơn giản. Sau đây thì mình sẽ tiến hành kết nối cảm biến này với kit Arduino Uno và đọc dữ liệu về nhịp tim và cái dạng đồ thị lên trên máy tính. Đây, thì để cấp nguồn thì đây mình sẽ sử dụng Arduino để cấp nguồn 5V cho module này. Các bạn sẽ cắm chân dấu trừ ở trên module này. Các bạn lưu ý ở trên đây chúng ta sẽ có một chân kiệu dấu trừ, một chân kiệu dấu cộng, một chân kiệu là S. Đấy. Thế bạn chú ý nối đúng cho mình. Đây, chân S thì mình sẽ nối chân A0 ở đây. Đây thì mình có một cái code trên Arduino. Và một cái code nữa thì mình sẽ dùng phần mềm processing để mô phỏng cái cảm biến này ở trên máy tính. Thì ở đây mình sẽ dùng ống dính để cố định cái cảm biến vào đầu ngón tay. Các bạn lưu ý là chúng ta có phần đây thì các bạn sẽ úp cái phần này vào đầu ngón tay của mình. Ở đây các bạn dùng băng dính. Ở đây thì mình không có dụng cụ y tế nên là mình sẽ dùng tạp băng dính giấy này. Này, các bạn lưu ý là khi quấn cảm biến vào đầu ngón tay thì các bạn quấn chặt vừa phải để cho các mạch máu của chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường được, thì khi đó kết quả đo chúng ta sẽ chính xác nhất. Đấy, thì đây mình đã nạp chương trình xuống Arduino rồi. Đây mình sẽ dùng phần đây, các bạn có thể thấy này, phần monitor bên Arduino thì nó sẽ trả về các giá trị ADC mà nó đọc được từ cảm biến. Đây, mình sẽ dùng phần mềm này để mô phỏng cho nó trực quan giúp. Đây mình sẽ bật phần mềm lên. Đây thì như các bạn có thể thấy đây, mình kẹp, mình đã gắn cảm biến vào đầu ngón tay này. Thì các bạn có thể thấy đây, chúng ta sẽ có cái dạng dạng sóng mà cảm biến ánh sáng của chúng ta thu nhận được. Đây, ở đây chúng ta sẽ đếm được nhịp tim ở đây này. Ở đây sẽ là cái khoảng thời gian giữa hai cái điểm đỉnh này. Này, các bạn có thể thấy đấy, nhịp tim của người bình thường thì nó sẽ nằm vào khoảng từ 60 đến 100 nhịp. Ví dụ nhịp tim của mình ở đây là 82 nhịp. Như vậy thì với cái cảm biến nhịp tim này, các bạn có thể dùng để xây dựng lên các cái bộ đếm nhịp tim, qua đó có thể biết được cái tình trạng sức khỏe. Video giới thiệu về cảm biến nhịp tim của nhóm review nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.